Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em vào học tuần số 29 của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 3 tập 2. Các em hãy mở quyển vở ra trang số 51. Cô và các em cùng nhau làm bài tập. Các em hãy câu số 1, hãy viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện buổi học thể dục. Các em hãy nhớ rằng tên các bạn trong cái câu chuyện buổi học thể dục á sẽ hơi khó viết, các em viết thật là cẩn thận nha. Đó là D, Rusty, rồi Coretti, tiếp Stas, D, rồi Nelly, tiếp theo nữa là Garone. Câu số 2, các em sẽ điền vào chỗ trống sờ hoặc là sờ, nhảy, xa, nhảy, sào, sới vật, in hoặc là in, điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình. Ta chuyển xuống phần luyện từ và câu. Các em sẽ vào phần bài số 1. Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau. Cô có tiếng, đây là môn thể thao, bóng, bóng đá, rồi bóng ném, hay là bóng rổ. Bóng bàn. Bóng cầu. Bóng bầu dục. Rồi, bóng chuyền. Bóng nước. Rất là nhiều, các em liệt kê ra thêm nha. Rồi, ta có tiếng chạy, như là chạy vượt rào, chạy bền, chạy đua, hay là chạy việt dã. Rồi, cô có tiếng đua như là đua xe đạp hay là đua ngựa. Đua ô tô. Rồi, đua mô tô. Đua thuyền. Đua voi. Rồi cô có tiếng nhảy, như là nhảy cao, nhảy xa, nhảy cầu, hay là nhảy sào. Rồi, nhảy dây.
Nhảy dù. Các em liệt kê thêm vào. Câu 2, ghi lại những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện Vui Sao. Tên truyện là Cao Cờ. Một anh nọ thường khoe mình cao cờ, có người rủ anh ta đánh ba ván thử xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp một người bạn. Người bạn hỏi: "Anh được hay thua?" Anh chàng đáp: "Ván đầu tôi không ăn, ván thứ hai đối thủ của tôi thắng, ván cuối tôi xin hòa, nhưng ông ta không chịu." Những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện vui ở trên là gì? Các em ghi vào, đó là ăn nè, đánh cờ ăn, rồi thua nè, hòa, thắng và được. Các em đã hiểu được bài của chúng ta chưa? Cô sẽ chuyển sang phần số 3. Các em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những cái câu sau. Câu A, nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt. Cô phẩy nè. Đó. SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. Câu B, muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải siêng năng tập thể dục. Câu C, để trở thành con ngoan trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện. Chính tả các em chọn làm bài 1 hoặc là bài 2. Một nhỏ điền vào chỗ trống âm sờ hoặc là sờ, giảm 20 cân. Một người to béo kể với bạn: "Tôi muốn gầy bớt đi. Bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy 10 vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã 1 tháng nay. Kết quả ra sao?" Người bạn hỏi: "Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân." Câu số 2, các em điền vào chỗ trống vần in hoặc là vần in. Xếp thứ ba, Trình khoe với Tiến: Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không? Tín hỏi: "Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?" "Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập, có 3 học sinh tham gia thôi." Đây là một cái câu chuyện vui. Cô đã điền vào vần in và vần in. Phần tiếp theo là phần tập làm văn. Các em dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, các em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem. Chúng ta sẽ bắt đầu làm. Lưu ý bài này các em viết dấu và liền chữ cho thật cẩn thận. Trận đấu bóng giữa đội lớp 3A1 và đội A3A2. Trận đấu bóng
giữa đội ba a một và đội ba a hai diễn ra thật sôi nổi. Chấm. Rồi, những cú chạm bóng rê bóng dắt bóng ngoạn mục và lắc léo. Như bất cứ một trận thi đấu chuyên nghiệp nào, như bất cứ một trận thi đấu chuyên nghiệp nào, chấm. Các cầu thủ mặt đỏ ửng chấm tóc đầy mồ hôi và quần áo đầy cát. Tóc ướt mồ hôi. Quần áo đầy cát trong quần áo đầy cát. Chấm. Tiếng cổ vũ reo hò phải tiếng những chai nước đập vào nhau tiếng những chai nước đập vào nhau của những người phấn khích những người phấn khích thì họ đập những cái chai nước vào nhau. Tiếng hét chỉ đạo của các huấn luyện viên huấn luyện viên làm trận đấu tưng bừng khí thế chấm kết thúc tỷ số 1-0
làm ai cũng hỉ hả. Làm ai cũng hỉ hả. Chấm. Đội lớp 3A1 chiến thắng. Chấm. Các cầu thủ ra sân. Bắt tay đối thủ. Bắt tay đối thủ của mình. Và ý ới gọi nhau. Vào một quán nước mía gần đó. Chấm. Như vậy cái tuần số 29 của cô cũng đã kết thúc cái bài tập làm văn rồi. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận tiếp những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo nha.